cửa sổ tâm hồn. Câu nói đó có thể đúng với rất nhiều người, nhưng với Hà Thị Như Quỳnh, đôi khi cũng có những đôi mắt khuyết thiếu. 25 năm đầu đời vùi trong nỗi đau bị chế giễu, khinh miệt. 25 năm để tìm câu trả lời cho câu hỏi mình sẽ làm gì và trở thành ai trong cuộc đời này. Con mẹ chắc chắn là sẽ trở thành một cái người mà có ích cho xã hội, hoặc là con gái mẹ rất là dũng cảm. Thì những cái lời động viên của mẹ đó tiếp sức để cho tôi có thể là hoàn thành cái việc học của mình. Và thực sự là khi mà học ở giai đoạn mầm non hay là giai đoạn cấp 1 thì tôi cảm thấy rằng là mình rất khó để có thể hoàn thành được cái chương trình học cấp 1. Nhưng mà hiện tại thì tôi cũng đã là thạc sĩ của giáo dục đặc biệt. Thì đấy là cái ngoài cái vòng ước mơ của tôi, ngoài cái sự tưởng tượng của tôi. Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, năm 3 tuổi, sau một lần nô đùa với bạn, Hà Như Quỳnh bị cát bắn vào và đọng trong mắt. Khi gia đình phát hiện, mắt trái đã hỏng hoàn toàn. Năm 4 tuổi, Như Quỳnh phẫu thuật mổ mắt và phải đeo mắt giả. Cô lập, bị xa lánh, không có bạn bè cùng trang lứa là những điều gây tổn thương nặng nề cho đứa trẻ thơ khi đó. Từ một người bình thường, Như Quỳnh có thêm tên gọi, người khuyết tật. Khi mà các bạn thấy khác biệt thì chúng tôi cũng bị hứng chịu những cái sự bạo lực ở học đường. Ví dụ như là các bạn cào cấu mình, hay là các bạn thậm chí là cố tình đấm vào mắt mình để cho mắt mình rơi ra rồi quẳng xuống dưới sông. Thì đấy là những cái kỷ niệm mà thật sự là để lại những cái dấu ấn rất là khó có thể chữa lành được trong tôi. Tuy nhiên thì tôi lại có một cái người mẹ rất là tuyệt vời. Tức là mẹ luôn luôn cổ vũ và nhìn thấy những cái điểm mà tôi có khả năng để mẹ có được những cái sự khích lệ động viên tôi. Bằng tình yêu thương vô bờ, sự khích lệ động viên của người mẹ luôn đồng hành, Hà Như Quỳnh nỗ lực vượt qua mọi rào cản và định kiến trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng với cô gái Như Quỳnh đầy nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến khi đó. Tuổi trưởng thành có bạn trai, cứ ngỡ Như Quỳnh đã tìm được cho mình bến đỗ bình yên. Nhưng cô lại vấp phải sự phản đối, thậm chí là những lời nói cay độc từ gia đình bạn trai. Có những khi tủi thân, tự ti, nhưng nghĩ đến người mẹ hết lòng chăm sóc, đã hy sinh rất nhiều. Chị Như Quỳnh tự nhủ mình cần phải có bản lĩnh, không chỉ vì bản thân mình mà còn là chỗ dựa, là nơi để mẹ tự hào. Câu hỏi đặt ra trong tôi là làm thế nào để giữ được cái sự hồn nhiên đấy của những cái đứa trẻ khuyết tật. Và tôi cũng đã từng có một cái thời điểm mình được vui chơi với các bạn khi mà mình chưa khuyết tật. Và đến bây giờ mình đã tốt nghiệp đại học và mình là cái người mà có trí tuệ. Thì tại sao mình lại chạy trốn? Tại sao mình lại không đủ dũng khí để mình có thể chứng minh được cái năng lực của mình? Thì cái câu hỏi đó cứ ở trong đầu tôi. Và tôi về thì tôi mới trăn trở là mình phải làm cái điều gì đó. Mình phải tìm hiểu để làm sao mà có được cái môi trường nuôi dưỡng cái sự tự tin của các con, để giúp cho các con độc lập và nhìn vào cái năng lực của chính bản thân mình. Thì đó là cái mà tôi suy nghĩ để thực hiện mở cái trung tâm để hỗ trợ cho các bạn có khuyết tật. Tháng 3 năm 2014, chị Hà Như Quỳnh thành lập nhà cứu trợ trẻ em khuyết tật Đức Minh. Sau 4 năm hoạt động, đến tháng 3 năm 2018, chị đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, TRICH, với quy mô lớn hơn và khang trang hơn. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, TRICH, kết hợp với phương pháp ABA, phương pháp phân tích hành vi ứng dụng và trải nghiệm với triết lý, chăm hay không bằng tay quen, tập trung giúp trẻ thao tác, làm việc, mở ra tư duy. Mỗi giáo viên ở trung tâm sẽ làm mẫu, hỗ trợ và giảm dần sự hỗ trợ cho đến khi trẻ có thể tự mình thực hiện. Những đứa trẻ đến với trung tâm được các cô giáo tận tình chỉ bảo. Với mỗi dạng khuyết tật của các em, các cô giáo sẽ thiết lập những kế hoạch can thiệp và thời gian can thiệp khác nhau. Mỗi bạn đều có một những khó khăn riêng ấy. Vì vậy mà khi mà tiếp cận trẻ này ấy, thì mình phải thật sự là thấu hiểu trẻ để có thể lên được kế hoạch riêng.
có thể để khắc phục những khó khăn và cũng như phát triển những cái năng lực vốn có của trẻ, tìm ra vùng tiếp cận, vùng phát triển gần để làm sao cho trẻ phát triển một cách hoàn thiện nhất. Khi tiếp xúc với mỗi bạn là một cá nhân khác nhau, thế nên là các bạn sẽ có những cái khó khăn riêng. Khó khăn của bạn này thì chưa chắc là khó khăn của bạn khác. Thế nên là các cái mình phải tìm hiểu ra được cái nhu cầu cũng như cái đặc điểm riêng của từng bạn, để từ đó thì mình xác định được cái mục tiêu cũng như là lên một cái kế hoạch nó phù hợp với bạn đấy. Tức là nó mang cái tính rất là cá nhân hóa. Thế nên là mình thấy là việc để có thể làm cho một trẻ đặc biệt nó có thể phát triển và hòa nhập hơn, thì cái xác định ban đầu cái khó khăn cũng như cái đặc điểm nhu cầu cái của bạn đấy, để mình có một cái kế hoạch can thiệp nó phù hợp theo một cái tiến trình, một lộ trình khoa học thì nó rất là hiệu quả. Ở chỗ tôi thì có một cái điều khác biệt, đấy là các cô sẽ không dạy trẻ từ đầu đến cuối, mà các cô sẽ được chia ra giai đoạn. Ví dụ như là cô dạy trẻ chưa có ngôn ngữ, dạy các cái kỹ năng tiền ngôn ngữ là tôi sắp xếp 2-3 cô. Đấy, hay là các cái cô mà phát triển câu, phát triển từ đơn, tôi sắp xếp 2-3 cô. Đấy, hay là các cái cô mà phát triển các cái kỹ năng vận động tinh cho các con, hay là các cô mà hỗ trợ các con về tiền tiểu học, là các cô sẽ chỉ chuyên vào cái mục tiêu cụ thể để có thể phát triển tốt nhất cái chuyên môn của mình, cũng như là được đào tạo tốt nhất cái chuyên môn của mình để hỗ trợ cho các con một cách tốt nhất. Đấy, và cái lớp nhóm của chúng tôi thì cũng có những cái sự khác biệt. Đấy là lớp nhóm của tôi thì tôi sẽ tập trung vào cái kỹ năng tương tác vui chơi cho các con. Đấy, ví dụ như tôi có một lớp nhóm về âm nhạc, có một lớp nhóm về tạo hình và có một lớp nhóm về vận động liên hoàn. Thì mỗi một tuần các con sẽ được trải nghiệm với một cái hoạt động chính đó. Còn buổi chiều thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái kỹ năng sống và cái kỹ năng mà tham gia vào các hoạt động cùng với các bạn. Bọn tôi gọi là hoạt động vòng tròn. Sau khi học xong về y học cổ truyền, chị Hà Như Quỳnh tiếp tục tham gia học khoa giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị nhận thấy đây chính là cái mình cần, là con đường chị đang hướng tới. Trong suốt 3 năm học tại khoa giáo dục đặc biệt, chị Hà Như Quỳnh học rất say mê và đã tốt nghiệp thủ khoa. Sau đó, chị học tiếp thạc sĩ của khoa giáo dục đặc biệt cùng với các khóa học ngắn và dài hạn của các giáo viên trong và ngoài nước. Vừa học vừa nghiên cứu, chị Hà Như Quỳnh đã xây dựng hơn 2.000 hoạt động về trẻ khuyết tật với mục đích làm thế nào đó để các con tự tin nhất, giúp các con có bàn đạp đến được với mục tiêu của mình. Cái điều mà tôi mong mỏi nhất đó chính là cái câu hỏi của tôi khi mà tôi bắt đầu vào nghề. Đấy là làm thế nào để các con tự tin, làm thế nào để các con thể hiện mình, và làm thế nào để các con có thể chắc được cái kiến thức của mình để tự tin bước vào cái cuộc sống hòa nhập. Thì chính vì cái câu hỏi đấy mà tôi đã rất là say sưa để tìm ra những cái hoạt động để giúp cho các bạn đấy học mà chơi, chơi mà học. Cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục đặc biệt. Chị ấy không chỉ là nghĩ cho bản thân của chị đấy mà nghĩ cho trẻ. Lúc nào chị ấy cũng mong muốn là mình có thể làm một gì đấy giúp đỡ cho cái cộng đồng người khuyết tật và cái trẻ đặc biệt. Chị ấy học rất nhiều và đầu tư các thứ cho trung tâm, từ đồ dùng, cơ sở vật chất, tiếp cận được cái khả năng phát triển của từng bạn, tạo điều kiện cho các cô can thiệp cho trẻ một cách hiệu quả nhất. Như rất nhiều người mẹ khác ở trung tâm này, chị Chu Thị Vân cũng là mẹ của một đứa trẻ đặc biệt. Mỗi đứa con từ khi chào đời được gửi gắm rất nhiều tình yêu thương và niềm hy vọng từ gia đình thân yêu. Khi nhận ra con mình chậm nói, chậm phát triển ngôn ngữ so với bạn bè cùng trang lứa, là người mẹ, chị Chu Thị Vân đã rất lo lắng. Chị đưa con đi khám bác sĩ. Sau khi nhận được sự tư vấn, chị tìm hiểu rất nhiều trung tâm chuyên về giáo dục cho trẻ đặc biệt. Và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục Trích là nơi để chị Chu Thị Vân gửi gắm niềm mong mỏi và hy vọng của mình. Khi phát hiện cháu chậm nói và chậm phát triển hơn so với các bạn là khoảng 2 tuổi ạ. Khi đó thì gia đình không có ai chậm nói, tự dưng lại thấy phát hiện ra cháu khả năng nhận thức và tập trung mọi thứ đều chậm hơn, thì lúc đấy gia đình rất là lo. Sau khi biết con bị chậm nói thì gia đình đã tìm mọi thông tin để cho con có thể đi học can thiệp một trung tâm nào đó thật uy tín và cũng gần gia đình luôn ạ. Thì kể cả trẻ thường hay trẻ đặc biệt cũng thế thôi, khi mà mình có cái sự yêu thương, trước tiên là các con nhìn thấy được cái sự yêu thương ở các cô thì đương nhiên là cái đã là một cái để
các con có thể mở rộng cái tâm hồn của các con để mình có thể đi vào và mình tìm hiểu. Để từ đó thì mình tìm hiểu được các con, thì mình hiểu các con thì mình mới có thể giúp các con nó phát triển và tiến bộ hơn. Cái thành quả mà sau 2 năm em được học tập, cho cháu học tập tại trung tâm ấy, thì từ con không nói được ạ, không thể bật âm được ngôn ngữ ạ, thì bây giờ con có thể nói được câu khá dài và bắt đầu cô cho con làm quen với các môn tiền tiểu học ạ, toán, số, chữ và số ạ. Thì bây giờ con đã đạt được khá nhiều thành quả. Bên cạnh việc dạy học và truyền cảm hứng, đam mê về giáo dục cho các cô giáo tại trung tâm, chị Hà Như Quỳnh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu và xuất bản bộ sách Thực hành phát triển giao tiếp. Đây là bộ sách giúp cho cha mẹ, những người chăm sóc hiểu về cách tiếp cận, giáo dục cho trẻ rối loạn phát triển. Với cái mục tiêu là hỗ trợ các cha mẹ nhìn vào cái bộ sách đấy, các cha mẹ biết là mình phải làm cho con ở trong cái giai đoạn phát triển ngôn ngữ như thế nào. Đấy, và các cái hoạt động được xây dựng thì được sắp xếp theo cái lộ trình rõ ràng của tiến trình phát triển ngôn ngữ để cho các bạn mẹ có thể tự tin dạy con tại nhà. Sống cuộc đời trao đi và chị Hà Như Quỳnh cũng được nhận lại. Cuộc đời chị giờ đây đã có thêm người chồng và cô con gái đồng hành. Đó là động lực để chị viết tiếp những trang thật đẹp và ý nghĩa trong hành trình sắp tới của mình. Chị Hà Như Quỳnh mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa vì sự nghiệp giáo dục cho trẻ đặc biệt. Cô ấy đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt lên tất cả mọi hoàn cảnh. Và cho đến bây giờ là cô ấy là vợ của tôi. Thì cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cống hiến tất cả sức lực, trí tuệ, công sức cho cộng đồng. Đặc biệt là cô ấy rất là ham học hỏi, luôn luôn học hỏi, học tất cả những khóa học, các dự án liên quan đến trẻ đặc biệt. Đến bây giờ thì tôi lại có một cái người chồng rất là tuyệt vời. Và người đấy tôi cũng coi là một người thầy, vì anh ấy cũng là một cái người mà tạo cho tôi cái sự bình yên trong tâm hồn và luôn luôn khiến cho tôi cảm thấy yên tâm trong cái cuộc sống này. Không phải là nịnh ông xã đâu, nhưng mà từ khi anh đến thì cái cuộc sống của tôi đúng nghĩa là nở hoa, bởi vì tôi chuyên tâm được vào cái công việc của mình và được anh cổ vũ cũng như là được anh chăm lo cho mọi thứ để tôi có thể phát triển được. Sự tiến bộ, thay đổi từng ngày của các con trong quá trình học tập và trưởng thành là phần thưởng lớn nhất dành cho chị Hà Như Quỳnh cũng như các cô giáo tại trung tâm. Mỗi đứa trẻ là một bông hoa tươi thắm, cần được tưới mát mỗi ngày bằng tình yêu thương. Bông hoa đó sẽ tỏa hương sắc, làm đẹp cho đời. Chúng là rất là xúc động. Con nói được là em đã xúc động lắm rồi ấy, chứ không cần nói đến vấn đề con tự lập được, mà con tự lập rất là nhiều. Em cũng chỉ biết là cảm ơn các cô rất nhiều, cũng không biết nói gì cả. Với những nỗ lực và phấn đấu trong thời gian qua, chị Hà Như Quỳnh đã nhận được những phần thưởng thật cao quý. Năm 2020, Như Quỳnh được trao tặng bằng khen những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Nam của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và tham dự rất nhiều những sự kiện truyền cảm hứng về người phụ nữ khuyết tật với ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đó là cách để khẳng định rằng chỉ cần người phụ nữ có ước mơ, có cố gắng, chắc chắn sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội.